chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đêm qua, tại các tỉnh Bắc Bộ, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu và là đêm lạnh nhất kể từ đầu mùa đông đến nay, khi nhiệt độ thấp nhất trên toàn khu vực phổ biến từ 12 đến 14 độ, vùng núi nhiều nơi dưới 10 độ. Mưa trên khu vực các tỉnh ven biển từ Nghệ An trở vào cho đến Quảng Ngãi còn diễn ra trên diện rộng, một số nơi có mưa vừa đến mưa to. Còn tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, các khu vực còn lại trời phổ biến tạnh giáo và không mưa, tiết trời cũng ấm áp nên khá thuận lợi cho các hoạt động vui chơi và giải trí nhân ngày lễ Noel, đặc biệt là các hoạt động ngoài trời. Còn về tình hình thời tiết trên biển thì do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7. Tại khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8. Vùng biển ngoài khơi khu vực Trung Bộ và khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động mạnh. Dự báo trong ngày hôm nay, tại Bắc Bộ trời còn nhiều mây, gió yếu nhưng cảm giác rét vẫn ngấm sâu khi mà hầu hết các nơi nhiệt độ đều dưới 15 độ, vùng núi nhiều nơi dưới 10 độ. Ban ngày nhiệt độ có xu hướng tăng dần nhưng từ sáng đến gần trưa nhiệt độ cũng chỉ tăng khoảng từ 1 đến 2 độ và đạt mức cao nhất vào khoảng từ 12 đến 14 giờ chiều. Tuy nhiên, ngay cả ở thời điểm đó thì nhiệt độ cũng chỉ dao động trong khoảng từ 16 đến 19 độ ở vùng đồng bằng và trung du. Riêng tại khu vực vùng núi thì nhiều nơi vẫn dưới 15 độ. Đến tối và đêm, nhiệt độ lại giảm xuống, nhưng nền nhiệt đêm nay có khả năng tăng nhẹ nên cảm giác đỡ rét hơn so với đêm ngày hôm qua. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến khu vực Thừa Thiên Huế, trời giảm mưa ở phần phía Bắc, nhưng phần phía Nam vẫn ẩm ướt, trời còn có mưa, những lượng mưa có xuống giảm dần. Toàn khu vực trời tiếp tục rét. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng cho đến Quảng Ngãi, trời còn nhiều mây và có mưa, tuy nhiên thời gian mưa không kéo dài nên lượng mưa giảm hẳn, đôi lúc trời tạnh giáo. Trái ngược với tiết trời giá lạnh ở Bắc Bộ và ẩm ướt ở khu vực miền Trung, các tỉnh ven biển khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết khá khô, nắng nhiều và nền nhiệt luôn duy trì ở mức cao. Dự báo xu thế trong 48 đến 72 giờ tới, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nền nhiệt tăng chậm trong 2 ngày đầu tuần, cảm giác rét giảm đi. Tuy nhiên đến khoảng giữa tuần thì trời ẩm ướt trở lại nên còn rét. Các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ giảm mưa, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ít biến đổi. Và sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực trong ngày hôm nay. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ ở một vài nơi, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, vùng núi có nơi từ 7 đến 9 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ ở một vài nơi, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Khu vực Trung Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, phía Nam từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, phía Nam từ 21 đến 24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa ở một vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa ở một vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Thời tiết biển còn xấu nên chưa mấy thuận lợi cho hoạt động đánh bắt và khai thác. Cụ thể, tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, nhiệt độ dao động từ 25 đến 28 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 30 độ. Thưa quý vị, như vậy là trong đêm Noel này, tuy nhiệt độ có xu hướng nhích lên tại các tỉnh miền Bắc, nhưng nền nhiệt vẫn thấp nên quý vị cần mặc đủ ấm để đảm bảo sức khỏe. Bên cạnh đó thì thời tiết tại miền Trung cũng còn lạnh và khá mướt. Khu vực phía Nam thời tiết đẹp nên rất thuận lợi cho sinh hoạt, giao thông cũng như là các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời đón Giáng sinh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.